Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trên các đường phố. Bởi lẽ, các đối tượng giả sư đi khất thực ngày càng nhiều trên khắp các tỉnh thành. Họ khoác trên mình trang phục của người tu hành. Nhưng có một đặc điểm dễ nhận biết, đó là trang phục của họ thường rất bẩn và hôi hám. Họ có cách đi đứng chậm rãi theo kiểu bắt chước các nhà sư, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của họ lại rất thường, bởi họ không thể làm giả được thần thái của những người tu hành chính đạo. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết nên vẫn cho tiền các đối tượng giả sư này, thậm chí còn cho tiền với thái độ rất kính trọng. Chỉ trên một đoạn đường chưa đầy 100 mét, đối tượng này đã được cho tới 30.000 đồng. Thu nhập một ngày của đối tượng giả sư đi khất thực có thể lên tới cả triệu đồng. Thầy chỗ nào thầy? Phước Sơn. Phước Sơn nào thầy? Phước Sơn ở trên ngã ba Trị An. Ngã ba Trị An đi vào vùng xoài. Chỗ khu du lịch vùng xoài. Cái thầy chủ trì đấy là thầy gì ạ? Đúng chắn. Điểm điểm Phước Sơn. Ai là chủ trì ở đấy? Phước Sơn Phước Sơn. Người mà hai đối tượng giả sư vừa nhắc đến là Hòa Thượng Thích Biểu Chánh, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Theo xác minh của phóng viên VTC14, sư thầy Biểu Chánh không có đồ đệ này. Điều này có nghĩa là trước khi giả sư đi khất thực, các đối tượng cũng đã tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản về Phật giáo của địa phương, cũng như khoác cho mình một địa chỉ tu hành có thực để lừa đảo mọi người. Nhiều nhân chứng cho biết, các đối tượng giả sư này thường đi thành từng tốp, cùng phối hợp phân chia địa bàn cụ thể để đi khất thực hiệu quả. Trong đó có cả những đối tượng nghiện ma túy. Cách thức thường thấy là họ đi trên các xe bus đến các khu đông dân cư, khu công nghiệp có nhiều công nhân. Thì ngày nào cũng xuất hiện lên ít nhất khoảng mười mấy người, bắt đầu cứ xuống lại rải đều ở khu vực thành phố Biên Hòa. Chủ yếu là hành khất xin ở các khu vực chợ với là các cái cổng khu công nghiệp, công nhân ra vào đông. Ví dụ cặp này xuống ở khu vực ngã ba Vũng Tàu thì cặp khác sẽ hôm sau sẽ xuống ở khu vực này, hoặc là lên khu vực Amata, hoặc là vô ngã tư Tân Phong. Tại sao anh biết đấy là những sư giả? Thì bởi vì thấy có một số đối tượng nó chích ma túy, nó xin, nhưng mà trước khi đi xin nó chích ma túy. Hoạt động tinh vi và có tổ chức, các đối tượng giả sư còn có chiêu thức để đánh vào tâm lý của người dân. Tại địa bàn sẽ hoạt động, đối tượng giả sư này còn tổ chức phát tờ rơi có nội dung giác ngộ, kêu gọi mọi người làm công đức. Có thể khẳng định, tất cả những người mặc áo tu hành đi khất thực như thế này trên các đường phố là giả mạo. Bởi lẽ, theo quy định của Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, các nhà sư không được đi hành khất cá nhân, không xin tiền công đức ở các nơi công cộng. Ở tại cái trung tâm, á, cái hệ phái khất sĩ thì người ta cứ mỗi năm ta tổ chức có một lần đi khất thực, mà cả ngàn vị tăng đi khất thực, gọi là khất thực tiêu biểu. Khất thực làm cũng như là một cái mẫu để mà ghi nhớ là cái truyền thống khất thực. Hiện nay á, nếu trên đường phố mà chúng ta gặp những người đi khất thực, một vị mà đi khất thực thì như vậy là sai cái giới luật của Phật rồi, sai cái quy chế đi khất thực của các cái hệ phái. Có thể nhận thấy các đối tượng giả sư đều là người có sức khỏe rất tốt mới có thể đi bộ cả ngày bất kể mưa hay nắng. Do lười lao động và nhận thấy thu nhập từ hành vi này rất cao so với lao động phổ thông, nên nhiều người quyết định đeo bám nghề này. Cũng vì thế, nghề giả sư khất thực mới tồn tại và có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi trong thời gian gần đây. Giả sư ăn xin, đó là hành vi lừa đảo, làm hoen ố hình ảnh của những người tu hành chân chính. Chuyện các đối tượng ngày giả sư đi khất thực, tối đi mua dâm được các cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian gần đây, vì thế không phải là không có cơ sở.
Nếu mỗi người dân đều hiểu bản chất của việc hành khất thì lòng nhân ái đã không bị lợi dụng. Và các cơ quan chức năng cũng cần mạnh tay xử lý các đối tượng này để không ảnh hưởng xấu đến những người tu hành chính đạo.